Hàng công ty hàng mới mà giá thanh lý rẻ quá luôn các bác ơi. Đây nha các bác, ngày hôm nay bọn em về rất là nhiều những mã máy khoan bê tông. Trời ơi, hàng Dalot mới về hàng nha các bác ơi. Hàng công ty mà tầm này giá rẻ sập sàn luôn, thanh lý sạc kho luôn các bác ạ. Con này Dalot là thương hiệu con của Hukan, hàng cực kỳ chất lượng. Đây các bác có thể xem giúp em nha. Trước mắt các bác đây là con mã máy Dalot RH2702. Công suất của nó này 1010W các bác nhá. Và sẽ được đựng trong một hộp giấy thế này này. Rồi, cái này cho em. Rồi, em sẽ gắn vô nguồn điện cho các anh em xem luôn này. Thế em đã gắn con Dalot 2702 vô nguồn điện này. Rồi, bóp cò thử cho bác xem luôn nhá. Đầu tiên này, sẽ là chức năng khoan bê tông này. Các bác muốn sử dụng chức năng nào thì các bác có thể là bấm giữ chuyển sang chức năng đỏ cho em nhá. Rồi, khoan bê tông này. Búa này các bác. Wow, và có cả đục luôn nha. Có gạt đảo chiều đầy đủ cho các anh em nhé. Đầu 2-26 các bác nhá. Hàng công ty các bác ơi, bảo hành cho em là 6 tháng trên toàn quốc này. Khoan bê tông này, khoan búa và đục cho em này. Có gạt đảo, có đảo chiều mũi luôn nhá. Gạt đảo chiều đầy đủ luôn. Rồi, con này cùng em xem thông số kỹ thuật của nó luôn. Rồi, RH2602G mã máy nhá. Công suất là 1010W và vòng tua từ 0 đến 1010 vòng một phút nha. Được đấm búa là 3.2 J. Đầu 26 cho em, trời ơi, khoan bê tông, khoan búa và đục luôn. Các bác nào đang cần một con máy ngon, chất lượng mà giá rẻ, chuyển mã này luôn cho em. Giá này là giá thanh lý luôn rồi các bác nha. Một con mã máy đang lo thế này có kèm theo cái thước đo độ sâu nữa nhá. Tới tay khách hàng em chỉ có 580.000 thôi, bao phí vận chuyển luôn rồi. Nhận hàng các bác đều được kiểm tra hàng cho em trước thanh toán này. Ok, cùng em test con Dalot khoan bê tông luôn các bác ơi. Là ngon luôn nha. Và các bác cùng em đục với con dao đó này luôn nha. Wow. Thấy không? Trời ơi, khoan đục cực ngon mà giá phải nói là bao rẻ luôn các bác. Hàng giá thanh lý, số lượng không có nhiều các bác nhá. Con này chỉ có khoảng 100 con thôi. Rồi, bác nào có nhu cầu nhanh tay. Hàng công ty, hàng Dalot này, bảo hành 6 tháng luôn mà có 580.000. Chuyển một con này về quá ngon, bảo hành 6 tháng luôn rồi các bác ạ. Rồi tiếp cho em này. Tiếp cho em là một con mã máy mài Hukan có chỉnh tốc nha. Rồi, con này có luôn này. Dụng cụ chắn này, tay mở lưỡi và tay cầm phụ đầy đủ luôn cho em nhá. Mã này là con Hukan AG1088M cho em. Thiết kế là này quá là đẹp luôn. Bảo hành 6 tháng luôn quá nhá. 1, 2, 4, 5, 6, 7. 7 cấp chỉnh tốc nhá. Vòng tua của nó từ 0 đến 12.000 vòng một phút này. Và lưỡi là lưỡi một tốc. Công suất của nó là 950W cho em. Một con mã máy hàng công ty bảo hành 6 tháng có điều tốc mà giá cho các bác anh em chỉ có 460.000. Bao phí vận chuyển toàn quốc luôn. Rồi rồi tiếp là lên cho em là một con thân máy khoan. Thân máy khoan đầu kẹp 13 ly của Hukan nhá. Con này là con Hukan Z1001 này các bác. Ở nhà anh em nhà em cứ có những khối pin chân phổ thông này. Rồi, chân pin M21, ví dụ là Drama M21 này.
Hukan M21, Dekton M21 hay là Navara M21 đều xài luôn nha. Đó, thân máy khá khỏe, thiết kế rất đẹp luôn. Con này là con Z1001, lực của nó là 80 Newton nhá. Thân máy 13 đi cho em, giá sale hiện tại 600.000, em bao phí vận chuyển toàn quốc cho các bác nhà em luôn nhá. Rồi tiếp cho em sẽ là một con mã máy, thân máy nhá, thân máy khoan bê tông 3 chức năng hàng của Hukan. Con này con 2706 của lớp nhá. Rồi có rất nhiều, em đã có video em test thử con này rồi. Nó khoan cực kỳ ngọt bạn. Nhỏ gọn, ngon, khỏe mà lại giá quá là rẻ luôn các bác ơi. Rồi, nó sử dụng chân đi phổ thông nhá. Và khi mua hàng thì các bác sẽ có được tặng kèm này. Rồi, bộ 5 mũi nha. 3 mũi khoan bê tông và 2 mũi đục luôn cho anh. Rồi, và có cả hộp đựng bằng nhựa luôn. Thân máy con này, các bác ở nhà mà cứ có những khối pin chân phổ thông tham khảo luôn. Rồi, em đang cầm một con 15 cell 6A của Drama, chân phổ thông luôn. Ok. Khoan bê tông này, khoan búa và đục, và có cả đảo chiều mũi luôn cho em nhá. Dòng này các bác khoan bê tông đi làm công trình công trường, làm trên cao, làm trên mái, cực kỳ tiện dụng và an toàn luôn. Đồ pin thì nó có tính tiện lợi rất là cao luôn và khá là an toàn. Con này mà Rolex không chổi thang nha, thiết kế cực kỳ đẹp, mới về hàng mà giá sale luôn 1.050.000. Các bác sở hữu ngay cho em con thân máy bê tông 3 chức năng của Hukan nha, logo sập nổi, bảo hành 6 tháng. Ở nhà cứ có những khối pin chân phổ thông M21 chuyển luôn cho em. Con này đặc biệt luôn này, các bác mua hàng thì em có tặng thêm cho bác một cái thước cuộn. Thước cuộn tự hãm là 7.5m luôn nhá. Rồi, 2706 bộ lớp thiết kế cực đẹp, khỏe mà giá quá thơm luôn các bác ạ. Rồi tiếp lên cho em này, mã này chương trình Giáng sinh luôn. Chương trình Giáng sinh với con mã máy Z1006 của Hukan nha. Mã này mã đầu kẹp 13 ly khỏe nhất của Hukan. Và cái thứ hai là khách hàng cực kỳ chuộng luôn, bởi vì nó thiết kế nó đẹp, máy nó khỏe mà chất lượng nó ngon mà giá lại quá rẻ. Ngày hôm nay còn có chương trình tặng thêm cho các anh em luôn một đèn nha, giảm giá mà lại còn tặng quà, quá là hời luôn các anh. Hukan Z1006 này, một mã máy mài góc đang có chương trình sale rất là rẻ luôn, máy mài góc của Daken nha. Máy mài góc Daken cho em, con này là công ty con của Hukan. Công suất của nó thì lên đến là 950W và lưỡi là lưỡi một tấc. Em cắm vô nguồn điện 220 cho khách hàng bên em xem luôn nhá. Con này phải nói là ngon khỏe mà giá tầm này rất là rẻ, chỉ có hơn 300.000 thôi. Rồi. Công tắc thì công tắc gạt phía đuôi nhá. Công tắc gạt phía đuôi cho em này. Wow, siêu khỏe. Mài cắt các kiểu, từ bác làm thợ thuyền chinh chiến công trình đến khách hàng mà dùng gia đình rất là ngon, một tờ đồng 100%. Bình thường mã này bán hơn 400, 450 rồi 400. Ngày hôm nay này, giá sale tới tay khách hàng mà em có 370.000 thôi. Là các bác sở hữu ngay cho em một con máy mài Daken, công tắc là công tắc gạt phía đuôi này. Con này thì sẽ có đầy đủ cho em, con máy mài nào cũng sẽ có này. Đây các bác nhìn giúp em cái phụ kiện của nó này, sẽ là dụng cụ chắn lưỡi này, tay cầm phụ này và một tay mở lưỡi cho em. 370 bao phí vận chuyển nha, mài cắt ok luôn cho em, tay ngắn này rất là dễ dàng cầm sử dụng. Con này là cái than ngoài, nó rất là dễ dàng thay than, các bác nấc lên thì bác có thể thay than cho em khi hết than nhá. Rồi là một cái, nếu mà các bác dùng máy mài chắc chắn là sẽ có sử dụng những cái mã máy khoan điện đầu kẹp 13 ly. Trời ơi con này, thứ nhất cho em cái hình thức của nó khá là đẹp luôn các bác nha. Và con này khoan sắt khoan gỗ và có búa để hỗ trợ các bác cầm nắm. Lại còn được tặng kèm một đôi chổi than khá là xinh xắn này, một cái tay cầm phụ hỗ trợ anh em cầm nắm. Đây, các bác làm trên cao hay đôi khi là nhiều khi các bác làm tải nặng, các bác gắn vô cho em hỗ trợ cầm nắm cho em. Em sẽ gắn vô nguồn và cho các bác nhà em xem, đáng đồng tiền bát gạo luôn. Bình thường bán 550, ngày hôm nay lên cho bác 500.000 thôi. Giảm giá cho bác tầm này cuối năm thu hồi vốn nhá, 500.000 cho em, bao phí ship này. Nhìn giúp em này. Rồi. Các muốn mạnh muốn yếu này. Rồi. Em để này, nhỏ nhất cho em nhá, rất là nhỏ này. Rồi, các bác mà mới sử dụng thì chưa quen, rồi để nó nhỏ nhỏ thôi cho em. Còn nếu mà các bác mà dùng quen rồi, tua mạnh lên cho em này.
Wow, đây mắc cua luôn nhá. Rất khỏe, rất ngon, 1 đồng 100%. Khu can dập nổi bảo hành 6 tháng, mã này cho em là con ID750W, công suất của nó là 750W cho em. Vòng tua từ 0 đến 2.800 vòng 1 phút nha. Mã này lên cho em, tới tay các bác có 500 ngàn thôi, bao phí vận chuyển rồi, nhân hàng kiểm tra vô tư. Bình thường bán 550, tầm này chương trình cuối năm là cứ giảm giá thôi, giảm giá để thu hồi nguồn vốn thôi các bác. 500 ngàn bao phí ship, tầm này mua hàng là giá hời luôn, tệ tăng, nhưng mà giá sản phẩm lại còn giảm nữa các bác nhá. Giảm giá sập sàn với con CDR0065 của khu can nhá. Thân máy rồi, thân máy dành cho các bác nào là muốn một con máy nhỏ gọn nhưng khỏe. Con này đầu kẹp 10 ly các bác nhá. Đầu kẹp 10 ly và nó sẽ là chân pin phổ thông. Các bác dùng những quả pin chân phổ thông này thì có thể tham khảo cho em con này. Em sẽ gắn thử vô một cái khối pin cho các bác nhà em xem luôn. Nói chung là cứ chân phổ thông cho em, M21, Himoki này, Dayton này, Huka, Navara M21 là xài được hết nhá. Nghe tốc máy nó đã qua trời luôn. Cần con nó nhẹ nhàng, nó nhỏ gọn để làm trên cao, làm trên mái. Rồi, khoan sắt, khoan gỗ, bắn vít, bắn tôn vào búa, hỗ trợ khoan tường. Thì các bác tham khảo mã này cho em, CDR0065. Mua một thân máy tặng kèm một túi đi kèm, giá cho các bác 480.000. 480.000 cho em, bình thường của nó 550. Rồi, ngày hôm nay sale 480 chân phổ thông nha. Đầu kẹp 10 ly nhưng là 3 chức năng, 25 cấp trượt. Và con này thì cái lực của nó sẽ là 65 Newton. 10 ly mà lên đến 65 Newton thì khá là nhỏ gọn nhưng rất là khỏe. Nghe cái vòng tua vòng tốc máy này. Motor thì motor bò đúng đấy, không thổi than rồi. Các bác lưu ý cho em nhé, cái đèn này nó chỉ hiển thị thôi nha. Các bác điều chỉnh tốc độ, chỉ gạt cho em. Rồi, 480 thôi. 480 thân máy, 10 ly chân phổ thông của Huka, tặng kèm cái túi đựng của nó luôn. Ngoài ra chưa có pin sạc gì cả, lấy nguyên bộ cho em. Đây trời ơi, nguyên bộ combo giá rẻ quá trời ơi các bác ơi. Rồi, nguyên bộ này, một thân máy này. Hai khối pin 5 cell nhưng là chân pin phổ thông cho em. Một sạc, một hộp đựng và có đầy đủ phụ kiện đồ nghề cho em như này. Về nhà các bác mua cái con này thôi là xách máy xách đồ đi làm luôn. Xách máy xách đồ đi làm luôn cho em, khỏi phải lăn tăn thì luôn nhá. CDR0065 nguyên bộ này. Trước nếu các bác nào mà các bác nhà em quan tâm theo dõi dòng Huka thì có thể biết mã này trước của nó đang bán là 950.000 của bộ. Ơi, Huka logo sập nổ cho em. Tầm này cuối năm thực sự với các bác luôn, thực sự chân tình các bác luôn, giảm giá để gọi là thu hồi vốn. Bán hàng giảm giá thu hồi vốn tầm này còn khỏi cần lãi luôn rồi. Ơi, nguyên bộ con CR0065 770.000 cho em cả bộ nhá. 770.000 em bao phí ship luôn. Giống chân phổ thông nên rất là tiện dụng luôn. Khi các bác mà hư hỏng pin thì các bác có thể là mua pin thay thế rất là dễ. Đây, và pin này cũng có thể dùng được rất là nhiều. Ví dụ dùng đèn, dùng quạt rất là ok. Đây, đèn của Huka này, gắn vô này, quá trời tiện dụng luôn cho em. Đấy, nguyên bộ con CR0065 tới tay các bác nhà em 770.000, em bao phí ship. Đây, thực sự luôn bác nhá, giảm giá hàng còn nguyên siêu nhá. Hàng còn nguyên siêu, toàn bộ đều là hàng mới 100% luôn cho em nhá. Rồi, nhìn giúp em, hàng mới 100%. Trong thùng đóng ra mà đã giảm giá cho bác nhà em luôn rồi. Các bác có thể thấy đây, nguyên bộ của nó này. Thứ nhất là một thân máy nhá. Thân máy đầu kẹp 13 ly, lực của nó là 100 Newton. Thứ hai, một khối pin 10 cell này. Đó, chân phổ thông nhá, pin 3.2A. Một quả pin 15 cell cho em. Rồi, ok này. Cấp chỉnh tốc các bác điều chỉnh trên thân máy. Và con này lại còn có thêm cả một tay cầm phụ này. Một tay cầm phụ để hỗ trợ các bác em cầm nắm luôn. Trời ơi, con Z 1600 của Huka nguyên bộ thế này. Bên em ngày hôm nay mua hàng nhá, em tặng kèm luôn cho bác một thân đèn loại 27W của Huka luôn. Con này thì quá là ngon luôn rồi, thực sự các bác luôn. Ngày hôm nay giảm giá mà lại còn tặng quà. Chương trình Noel quá nhá, chương trình Noel nhá. Z1600 UK nguyên một bộ cho em 1.990.000. Tặng kèm các bác một cái thân đèn led Huka 27W và em bao phí vận chuyển luôn.
nên là kiểm tra thoải mái cho em trước thanh toán. Mà em bán từ trước tới nay khách hàng sẽ có khen luôn, 3 chức năng luôn cho em nhé. Mua rồi nó bằng nghiền thực sự luôn. Với con này, dòng gọi là 13 ly cao cấp nhất của Hukan tính tới thời điểm hiện tại nha. Đây tiếp cho em này, một cái mã máy rửa xe. Đợt này công ty nâng cấp lên hẳn át chống giật luôn. Xem phụ kiện của nó luôn giúp em nhé. Thứ nhất này là một cái cuộn dây dài 15m. Rồi thứ hai cho em sẽ là một bình bọt xà phòng nha. Thứ ba này, con này là một cái hớp nối ra và súng xịt rửa cho em. Và cuối cùng là cái những cái hổ đờ, cái rắc kết nồi nhá, rắc kết nồi nó bằng đồng luôn. Trời ơi con này không ngon, em không lấy tiền của bác luôn. Rồi wow, nặng rẻ mà luôn, ngon bổ rẻ là con này chứ đâu. Lên giúp em nhé, mã này là mã rửa xe em bán cực kỳ ổn định mà giá ổn áp nhất luôn. Hukan 3000W có chỉnh áp này. Đây, cuộn dây của nó dài quá trời dài luôn cho em. Phụ kiện đầy đủ đây nhá. Về nhà các bác gọi là xỉ việc có xỉ thôi. Con này còn có hai cái ống, còn có một dây ống cấp nước nữa khoảng tầm 2m nhá. Cút lọc lọc cặn đầy đủ luôn. Và con này còn có tặng kèm thêm các bác là một cái xô gọi là xô xách nước luôn nhá. Con này rửa xe điện của Hukan, công suất của nó này lên đến là 3000W nhá. Và 163, 12 lít trên 1 phút cho em. Có chỉnh áp điều chỉnh nha. Và công tắc bật mở luôn giúp em nhé. Rửa xe điện nha. Mùa này các bác rửa xe này, xịt rửa điều hòa, tưới cây, xịt rửa sân vườn hay là xịt rửa nhà cửa các kiểu, ok chỉnh luôn cho em. Gia đình nào cũng cần thiết một con. Mà đã sắm thì sắm con ngon, con chất lượng cho em. Mình dùng về lâu về dài luôn. Con này 3000W mà có chỉnh áp của Hukan. Bảo anh cho bác 6 tháng mà giá có 1.900.000 thôi. 1.900.000. Đặc biệt các bác mua hàng con này thì sẽ còn được tặng kèm thêm là một cái bút thử điện thông minh nha. Một bút thử điện thông minh cho em. Đúng phải nói là rất là ngon luôn á. 1.900.000 em bao phí vận chuyển luôn rồi. Con này motor đồng 100% và nguyên cái thân máy của nó thì nặng 10,5 kg hay 1,5 kg thì phải. Ngon chất lượng lắm luôn các bác nha, mà giá em bao ship luôn. Ngày hôm nay này, về rất là nhiều luôn, về rất là nhiều các mã mặt hàng của Hukan. Các cần mua mã mặt hàng nào, ví dụ như này, đây, con mã máy khoan bê tông đa lót, hàng thanh lý rồi, giá rất rẻ, máy mới vẫn bảo hành 6 tháng cho anh em luôn này. Rồi là những con mã máy hàng công ty có chương trình sale rẻ, chỉ thích mã nào chuyển ngay mà đấy, tầm này quá là ổn áp luôn rồi. Có nhu cầu alo trực tiếp cho bên em, các đầu số em đã để trên màn hình rồi, đó là 0929 này, 826628 hoặc 0982826628. Thì cửa hàng bên em ở Đặng Lý, Lý Nhân, Hà Nam. Anh em ở gần qua trực tiếp nhà em xem hàng, test hàng, mua hàng. Đấy, có nhu cầu gì alo bên em nhé. Xin chào tất cả các bác ạ.